Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay chúng mình sẽ khám phá một cái vườn hoa, thử có cái gì để mà quay cho anh em hay không. Thì mình trong khi mà đi mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Thì đây là chú mình đang phát những cái bụi cỏ rậm rạp trong một cái vườn hoa này để mà khỏi sợ rắn rồi nha anh em. Để phát cho nó phát phát để mình dỡ đi nha các bạn. Đây là một cái khu vườn rất là hoang, đã bỏ khá là lâu rồi mà chưa có ai đi khám phá. Thì hiện giờ hôm nay chúng mình với mình sẽ đi khám phá nha các bạn. Thì mời các bạn hãy theo chân mình với chúng mình để mà khám phá cái khu vườn này. Trong khu vườn này muỗi khá là nhiều nha các bạn. Trước khi đây mình cũng đã bôi thuốc muỗi rồi, biết là khu vườn này có rắn rít ở địa không, nhưng mà chắc là có nhiều nha các bạn. Nó quen mà nghe chim kêu rồi các bạn ơi. Có lẽ bữa nào làm vài cái lồng chim này đang nhiều chim đó. Hôm nay làm một cái vlog đi khám phá cái vườn này. Thì lúc trước ở trong này nè là có một cái ao, có một câu cá cũng khá là ngon. Thì lâu rồi không biết nó còn ao hay không. Thì giờ mình với ông chú sẽ đi khám phá nha các bạn. Thì rất lâu rồi không có đi ra bên này. Giờ cây cỏ nó mọc rất là um tùm, biết cái đường nào đi luôn các bạn. Thì sau nhà có cái vườn hoa này thì giờ đi khám phá thôi. Chứ hôm bữa thì cũng ra đây thấy cỏ rồi mọc nhiều rồi, thì giờ đi khám phá nha các bạn. Ra chỗ này. Vườn hoa này chắc là có cánh đồ nhiều các bạn, nhưng mình đi mình đem theo cái cây là cái rửa cái dao gì đó để mà mình xong vỡ nha các bạn. Thì trong đây người ta có trồng cỏ mía nữa các bạn. Thì bữa giờ cũng làm ẩm thực với lại chia sẻ cách trồng cây, trồng lan đồ. Thì hôm nay làm mấy clip đi khám phá rồi cho vui. Hôm nay người ta trồng cỏ nhiều ta. Cỏ đây cá nó ăn được không ta? Thì đây có mấy cái dừa người ta trồng nha các bạn. Nhiều cánh á, thì mới ra nghe chim chim sét kêu rất là nhiều. Thì đi tới đâu thì mình phát cho nó có đường đi nha các bạn. Đây các bạn, đây là một cái ụ gà mối nè. Thì có mấy cái lỗ đây, không biết là cái lỗ hang gì vậy. Đây là một cái bụi tre. Thì trong kia có một cái chòi, không biết chòi của ai. Thì đây là một cái đường cát, giống như đường xuống chảy các bạn. Cái có lẽ là nước trong nhà người ta hay là trời mưa gì á chảy nè. Thì bên đây sẽ là một cái ao nha các bạn. Cái ao đây rất là lâu rồi, hồi xưa thì có mấy cây tràm xung quanh nữa. Bây giờ mình với chú sẽ lên xem thử cái ao này không biết là có cá hay không.
mà vẫn còn nước nha các bạn. Còn nha, nước ngủ ở thay đẻo ha, nước có kéo liên tục. Các bạn nhìn thấy cái ao này không? Rất là tuyệt nha các bạn. Mẹ không biết có ké hay không. Đây câu cá rô rồi. Và đây là một cái đám cỏ xài gì á. Nó mọc lên rất là nhiều. Còn xung quanh kia thì mấy có mấy cái căn chung cư. Đây đây là chú Bình An, chú Hiền Thoại, chú Trồng Lan này. À, thì nãy giờ đã phát và đi ra được tới cái ao rồi thì nay rồi nha các bạn. Thì dưới kia có rêu muốn nước thì không biết là dưới có ké hay không, mà thấy màu cũng ngon lắm các bạn. Lúc bây giờ chú cắt bữa rêu muốn em về chút mình trồng là bỏ vô công việc trồng làm thi hình thì coi mình trồng cho mấy kẻ này. Thì nãy giờ đi có mệt chút bác bỏ không đuối luôn. Dưới đây không biết có đĩa không ta. Ừ, có mấy anh ké gì kìa này, nhỏ 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 ấm sùm á. Đó, em lên tóc máu ngoài ngang ngang. Thằng nạp cứ rồi á. Thằng nạp. Giờ mình coi cái chỗ nào ngon ngon, đỡ mình phát cái nữa. Chiều trưa, chiều mình cầm phần con ké thử coi. Thì có lẽ là chiều nay sẽ đem cần ra đây để mà câu cá thôi nha các bạn. Thì không biết là có cá hay không mà mình Dương Chú sẽ thử. Hy vọng là nó sẽ có được nhiều cái rô để mà làm thêm một cái món ẩm thực nữa cho các bạn coi. Đừng kiếm bây giờ đặt đâu. Hai bà con một trung là người ta. Nhìn cao này nói chung là cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái rô cái sạch chắc là cũng có trong đây nè. Không biết có anh nào chích không trong này, mới chắc có đi vòng vòng cho chắc chích cá gì nữa. Thì cao này cũng rất lâu rồi, mà giờ nó vẫn còn nước nha các bạn. Thì trong kia có rêu muống nước một đám này, bên đây thêm một mớ nữa. Thì giờ sẽ đi vòng vòng bên đây. Này rêu muống này nè, rêu muống gì đây biết. Thì đây là có một đám rêu muống nha các bạn. Thì đây của người ta trồng. Chắc nước cứt heo ở đâu trong kia nó chảy ra nè các bạn. Mới ra thấy được cái bóng đen rồi nha các bạn. Bóng đen này hơi rồi. Có mấy cái đọt đọt gì đây nè. Biết đọc gì đó. Nhưng mà các bạn đi khám phá mấy cái vườn hoa thì đem theo đồ đó mà phát vang bụi đậm các bạn. Ở đây nó rất nguy hiểm. Trong thành phố mà kiếm được ao như thế này cũng khá là bất vả nha các bạn. Dòng chúng mình sẽ chất bậy mối rêu muống nước về đó mà trồng vô cái hồ cá trong nhà các bạn. Hồ cá mà bữa mình bắt cá tay tượng cho các bạn coi. Rêu muống rỡ rất là nhiều nha các bạn. Trời hôm nay nó cũng khá là nhiều gió nên nếu mà các bạn nghe có tiếng gió thì hãy thông cảm nha. Giờ đang quay ngoài trời á. Mà mít thì chưa mua kịp nha các bạn. Hôm nào mua cái mít thì nó sẽ được rỡ hơn và nó không có tiếng gió nha các bạn. Đây là mới gom được một đống rêu muống nước này. Bây giờ chiều làm con câu ra con. Còn sáng mai thì mình đem ra câu. Bây giờ trời nó cũng sắp mưa các bạn. Thì nãy giờ cũng đi khám phá được một cái ao hoang rồi. Bây giờ mình với ông chú sẽ quay lại con đường cũ đó mà về nhà và chuẩn bị công tác cần câu được. Rồi đi kiếm mớ mồi để mà chiều ra câu thử có ké nha các bạn. Thì mình đi đường con đường nào thì mình quăng về con đường đó thôi. Đi con đường nào? Giờ không biết. Cái bụi nãy mà đi xuống này. Giờ sẽ đi lên. Quá đuối.
Đây là cái khu nhà hoang mà mình dân chú thường clip ẩm thực này các bạn. Đây là cái vườn hoa của ông chú anh nè. Quay nha các bạn, thì nãy giờ cũng đã khám phá cái vườn hoang ok rồi, thì khám phá được một cái ao cá, thì chiều nay sẽ ra đó để mà câu cá thử cá nha các bạn. Thì ra nha các bạn, thì nãy giờ ra khám phá ngoài kia thì cũng bắt được một bớ rau muống nước này, thì giờ ông chú sẽ bỏ vô trong cái hồ hoặc cái hồ cá để cho nó ra rỡ ra lé, thì cá nó sẽ ăn luôn nha các bạn. Đi khám phá vườn hoa mà được mớ rau, lại khám phá được cái hồ, thì chiều nay ra câu cá nha các bạn. Thì do trong cái hồ này có nuôi cá tà tượng nhiều các bạn, nó lớn rồi, nếu mình bỏ ra ngoài không thì nó sẽ ăn cho nó mọc nấu không, nên sẽ bỏ trong một cái lồng nha các bạn, để cho rêu nó phát triển mà nó lớn. Nên nếu mà mình bỏ hoài là cá này hết chứ không còn đâu. Mấy con này cá này sắc khủng. Thì các bạn nào ở khu vực Thủ Đức này có nhu cầu mua cá tài tượng thì hãy liên hệ dân chú mình nha. Đỡ lại một bình luận dưới phần bình luận, hoặc là đỡ lại số điện thoại tiền chú mình nói mua cá thì chú mình sẽ gọi lại cho các bạn nha. Nhà nói chung là cá cũng không được nhiều lắm, cũng vài trăm con à. Thì ra muốn cứ muốn nước mà cứ bỏ trong hồ nước thì nó sẽ sống và phát triển rồi. Vô tình phát hiện được sau quanh cho cá ăn luôn. Đeo về rau sạch nha các bạn, sau đồ còn nhiều nên cho cá ăn luôn. Mang cá vô thấy sợ đi luôn à. Cá gơn các bạn, cá nó bay trên mặt nước luôn. Trong hồ này cá rất nhiều. Cái hồ này khoảng 5-6 con gì à. Rồi clip đó đây kết thúc nha các bạn. Xin hẹn gặp lại trong cái clip mà đi ra lại cái ao hoang lúc nãy đó mà câu cá nha các bạn. Rồi xin chào các bạn.